Theo các nhà khoa học thì mọi thứ trong vũ trụ này đều là năng lượng, bao gồm cả con người chúng ta và thậm chí là cả những suy nghĩ cảm xúc mà ta có. Vì vậy cơ thể chúng ta phản ứng với những tần số rung động có trong môi trường xung quanh. Việc đó giải thích cho hiện tượng khi chúng ta đến một nơi nào đó và cảm thấy ngay sự thay đổi năng lượng, tích cực hoặc tiêu cực, nặng nề hay bình an. Một cơ thể khỏe mạnh rung động ở tần số 62-70 MHz, khi rung động cơ thể giảm xuống dưới 58 MHz thì cơ thể sẽ dễ dàng nhiễm bệnh một cách hiệu quả trong việc chữa lành đó chính là bao quanh mình bởi âm nhạc có tần số chữa lành chữa lành ở đây không chỉ giới hạn đối với cơ thể vật lý mà còn giúp cân bằng tâm trí và cảm xúc có thể bạn đang gặp phải những vấn đề vật lý như đau lưng dưới đau đầu hay đau vai và bạn nghĩ lý do có thể là do bạn hay bưng bê vật nặng hay do bạn làm việc quá căng thẳng nhưng cũng có thể cơ thể đang báo cho bạn biết bạn cần một phương thức chữa lành ở mức độ sâu hơn về tiềm thức Âm thanh là những đợt sóng có thể len lỏi vào từng ngõ ngách trong cơ thể chúng tiếp cận đến từng tế bào vật lý và trường năng lượng. Khi sử dụng âm thanh trong chữa lành, nó sẽ tự động đi đến nơi cần đến nhất và cơ thể chúng ta sẽ đạt được sự cộng hưởng cao nhất có thể. Một trong số đó phải kể đến tần số 432 Hz tần số rung động thần thánh. Nhạc tần số 432 Hz là một trong những tần số son phách gió tuyệt đẹp được biết đến để xóa sạch mọi tiêu cực bên trong chúng ta. Đó là một tần số có thể mang lại sự thay đổi, nó đánh dấu sự khởi đầu của những khởi đầu mới trong cuộc sống, nó mạnh mẽ đến mức nó có thể đảo ngược và hoàn tác những điều tiêu cực. Mức tần số 432 Hz có một tác động tích cực đối với nước, mà cơ thể chúng ta nước chiếm khoảng 60 đến 70% trọng lượng cơ thể người nên nó sẽ tác động rất mạnh mẽ. Do tính chất hài hòa và dễ chịu của âm nhạc tần số 432 Hz mà nó giúp giải phóng serotonin và endorphin, do đó giữ cho huyết áp và nhịp tim ổn định giúp giải phóng căng thẳng và giảm stress khỏi cơ thể và tâm trí một cách tự nhiên. Nó hợp nhất cơ thể và tâm trí hòa vào lẽ tự nhiên. Nhạc tần số 432 Hz giúp giải phóng sự tắc nghẽn năng lượng tiêu cực, hoạt động như một công cụ chữa lành và thải độc tố. Cuối cùng, đời sống thú vị xin chúc bạn và gia đình được bình an là hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã xem đến hết video này ạ. À.